Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp, em tên là Nguyễn Đức Hòa, em xin được tiếp nối chương trình ngày hôm nay bằng một chủ đề rất là hot. Như mọi người đang thấy đây đó là đại dịch Covid, nhưng mà từ góc nhìn của chuyên ngành thần kinh, em sẽ xin được bắt đầu chương trình. Có lẽ mọi người ở đây đều đã quá quen thuộc về virus SARS-CoV-2 hay bệnh Covid-19 là gì rồi. Còn đây là tiến trình của một đại dịch theo WHO. Cùng với thế giới, Việt Nam chúng ta đang vượt qua pha đỉnh điểm của đại dịch và bước vào pha post-peak, đặc trưng là những đợt dịch lẻ tẻ xuất hiện nối tiếp nhau. Và rồi sẽ như thế nào khi mà đất nước mở cửa trở lại, chúng ta sẽ phải đón nhận những làn sóng dịch tiếp theo ồ ập đến. Do đó, chúng ta phải có những chuẩn bị cho riêng mình, đặc biệt khi mà SARS-CoV-2 không chỉ gây ra những triệu chứng đường hô hấp mà còn gây ra khác rất nhiều các biểu hiện thần kinh khác đã được báo cáo. Ví dụ cụ thể, một khảo sát 417 bệnh nhân COVID từ nhẹ đến trung bình ở châu Âu thì ghi nhận có 85,6% bệnh nhân có rối loạn khứu giác và 88% bệnh nhân có rối loạn vị giác. Trên tạp chí JAMA, tác giả Lin Ma cũng ghi nhận cho thấy là 36,4% bệnh nhân có triệu chứng thần kinh và 24% bệnh nhân có biểu hiện thần kinh trung ương và biểu hiện thần kinh ngoại biên là 9%. Trên tạp chí American Academy of Neurology, các tác giả cũng ghi nhận được có đến 57,4% bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng thần kinh. Điều này thực sự không quá bất ngờ khi mà Ivan cũng đã từng ghi nhận về các bằng chứng về độc tính và ái tính của các chủng human coronavirus trên tế bào thần kinh. Ví dụ như sự phát hiện của RNA virus SARS-CoV trên trong dịch não tụy và một báo cáo về các triệu chứng thần kinh nặng ở bệnh nhân nhiễm phải MERS-CoV. Một thử nghiệm khác của tác giả Desford, ông lây nhiễm cho chuột bằng cách tiêm dung dịch chứa một chủng human coronavirus vào chuột và khảo sát mô học ghi nhận sự tổn thương lan tỏa từ tế bào thần kinh khứu giác cho đến thân não của chuột. Điều này cũng được ngoại suy trên người. Đã có rất nhiều nghiên cứu về từ cơ chế phân tử cho đến lâm sàng về cơ chế gây bệnh của SARS-CoV-2. Các bằng chứng hiện tại cho thấy rằng virus SARS-CoV-2 gây ra các triệu chứng thần kinh thông qua 3 con đường. Thứ nhất là thông qua sự xâm lấn ngược dòng sợi trục thần kinh. Thứ hai là lan truyền qua con đường máu, tổn thương cơ quan đích thông qua thụ thể men truyền angiotensin 2. Thứ ba là thông qua dòng thác miễn dịch gây virus gây ra các cơn bão xạo ra các kháng thể bất thường và làm rối loạn các tế bào miễn dịch. Một bài review của tác giả Mark trên tạp chí The Lancet, ông cũng nói rằng các triệu chứng thần kinh đang ngày càng gia tăng ở bệnh nhân COVID-19 và ông cũng đề ra các định nghĩa các nhóm bệnh do SARS-CoV-2 ở từng mức độ chẩn đoán gồm có 3 nhóm bệnh chính. Nhóm thứ nhất là nhóm bệnh viêm nhiễm hệ thần kinh do SARS-CoV-2. Nhóm thứ hai là nhóm rối loạn hậu nhiễm liên quan đến rối loạn miễn dịch sau nhiễm SARS-CoV-2 và nhóm thứ ba là nhóm đột quỵ. Tiếp đến, em xin được trình bày các biểu hiện thần kinh nội trội liên quan đến SARS-CoV-2. Trong bài thuyết trình này, em xin được phân làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm viêm nhiễm cấp tính. Nhóm thứ hai là nhóm hậu nhiễm. Thực sự mà nói thì ranh giới giữa hai nhóm này không rõ ràng. Trong giai đoạn viêm nhiễm cấp tính, các biểu hiện của bệnh não luôn được chú ý đầu tiên. Trên tạp chí New England Journal, tác giả Hem cũng đã mô tả các triệu chứng thần kinh ở các bệnh nhân COVID-19 nặng và ông nhận thấy rằng có đến 2/3 bệnh nhân có biểu hiện bệnh não. Trên tạp chí Anno, các tác giả cũng mô tả các triệu chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19 và ghi nhận được rằng tỷ lệ bệnh não chiếm đến 31,8%. Trên tạp chí JAMA, tác giả Lin Ma thì cho rằng các tỷ lệ suy giảm trí giác chiếm từ 2,4-14,8% phụ thuộc vào tình trạng nội khoa của bệnh. Và có hàng loạt các ca bệnh lẻ tẻ khác đã được báo cáo, từ bệnh nhi nhỏ tuổi cho đến những trường hợp bệnh não rất nặng như là bệnh não hoại tử cấp tính và có những trường hợp viêm não màng não được chẩn đoán với do SARS-CoV-2 chẩn đoán ở mức độ xác định. Ngoài ra, SARS-CoV-2 hiện tại đang được xem như một yếu tố tăng đông gây ra các bệnh cảnh đột quỵ. Một báo cáo ghi nhận tỷ lệ biến chứng sốt huyết, biến chứng huyết khối ở bệnh nhân COVID-19 nằm ICU lên đến 31%. Đây là một con số khá là cao và bài báo cáo này cũng đề ra khuyến cáo là sử dụng kháng đông phòng ngừa cho tất cả bệnh nhân COVID-19 đang nằm ICU. Trên tạp chí New England Journal, các tác giả cũng nhận thấy rằng đột quỵ mạch máu lớn như là một đặc điểm ở bệnh nhân COVID trẻ tuổi và con số này chỉ khoảng 23% số bệnh nhân được nghiên cứu. Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, SARS-CoV-2 được coi là một yếu tố nguy cơ độc lập mạnh nhất của đột quỵ nội viện và kèm theo đó là xuất huyết nội sọ và cao tuổi là những yếu tố tự báo tử vong. Các tổn thương về hệ cơ xương cũng đã được ghi lại. Tác giả Lin Mao nhận thấy rằng khoảng 10% bệnh nhân có tổn thương hệ cơ xương, trong đó số bệnh nhân nặng thì có tỷ lệ gấp đôi. Trên tạp chí The Lancet, các tổn thương về cơ cũng đã được chú ý. Đau cơ chiếm khoảng 44% và tăng men cơ chiếm khoảng 33%. Khi mà tình trạng viêm nhiễm cấp tính thoái lui thì cũng là lúc các rối loạn miễn dịch nổi trội lên. Trong các rối loạn miễn dịch, không thể kể đến viêm não cấp.
Đây là một bệnh nhân nam nhập viện trong tình trạng lặng thinh bất động. Tiến trình bệnh được mô tả trong sơ đồ sau. Khảo sát trình tá tụy ghi nhận sự tăng cao bất thường của các hóa chất trung gian gây viêm. Do đó, bệnh nhân được điều trị với methylprednisolone liều cao. Và đáp ứng lâm sàng đã cải thiện ngoạn mục song song với việc sụt giảm các hóa chất trung gian gây viêm đó. Một bệnh nhân COVID-19 khác nhập viện trong tình cảnh bệnh các triệu chứng viêm não, các triệu chứng tâm thần kinh tiến triển dần và khảo sát trình tá tụy ghi nhận được kháng thể kháng thụ thể NMDA dương tính. Một series các bệnh nhân khác của bệnh nhân COVID-19 khác biểu hiện bằng bệnh não qua trung gian miễn dịch và điều trị thái tương có thể có lợi ở những bệnh nhân này. Song song đó, một số bệnh nhân COVID-19 lại biểu hiện viêm tụy. Đây là hàng loạt các ca báo cáo các bệnh nhân COVID-19 đã được chẩn đoán viêm tụy và có những ca chẩn đoán ở mức độ confirm, tức là ghi nhận được PCR SARS-CoV-2 dương tính trong dịch não tụy. Trong những rối loạn nhiễm không thể không kể đến hội chứng Guillain-Barré. Hàng loạt các ca bệnh Guillain-Barré cũng như các biến thể của nó được ghi nhận ở bệnh nhân COVID-19. Trong đó, trên một tạp chí của New England Journal ghi nhận series 5 bệnh nhân biểu hiện lâm sàng bằng hội chứng Guillain-Barré. Đặc điểm chung của các bệnh nhân này là có dẫn trước bởi triệu chứng hô hấp 5 đến 10 ngày trước đó. Và trong đó có những bệnh nhân có outcome rất xấu cần phải đến 2 đợt IVIG. Thực sự mà nói, tỷ lệ dân số bệnh nhi nhiễm COVID-19 rất là ít. Trong đó, số bệnh nhi chuyển nặng thì lại càng hiếm hơn. Tuy nhiên, các bệnh nhi COVID-19 ghi nhận có triệu chứng thần kinh cũng đã được báo cáo, trong đó chiếm khoảng 14,8%. Trong đó, bệnh ghi nhận là các triệu chứng như bệnh não, đau đầu, các dấu tiểu não và thanh não, yếu cơ và mất phản xạ gân cơ. Cuối cùng, em xin được gửi đến quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp các thông điệp sau. Đầu tiên là triệu chứng thần kinh khá phổ biến ở bệnh nhân COVID-19, dao động từ 36,4% đến 57,4% tùy báo cáo. Phổ biến nhất là rối loạn khứu giác hoặc vị giác. Các rối loạn cấp tính khác thường gặp như bệnh não cấp, đột quỵ, bệnh cơ, hội chứng Guillain-Barré và viêm não tự miễn. Em xin được cảm ơn và kết thúc bài thuyết trình của mình. Cảm ơn bức tranh mà bác sĩ Hòa mới vừa vẽ cho chúng ta về COVID-19, nỗi kinh hoàng của nhân loại và của không loại trừ các bác sĩ thần kinh.